Hơn 1 tuần trước, tôi có quay một clip về giống tường vi đỏ Quýt Long. Hôm nay, tôi tiếp tục giới thiệu về một giống tường vi ở làng hoa Sa Đéc cũng gọi là tường vi đỏ. Giống này có mặt ở Sa Đéc trước giống tường vi đỏ Quýt Long. Thực sự thì khi cây tường vi này nở ra, nó là một sự pha trộn giữa màu hồng và màu đỏ, không hẳn là màu đỏ tươi. Giống tường vi đỏ này có cánh hoa mềm mại, hoa nở thành từng chùm lớn ở đỉnh và ngọn của mỗi cành. Những cánh hoa đầu tiên nở sẽ có màu đỏ, sau đó sẽ chuyển dần thành màu hồng. So với giống tường vi đỏ Quýt Long thì giống tường vi này có khả năng phân nhánh khá tốt. Cây có nhiều nhánh con và mỗi nhánh con đều có khả năng hình thành nụ hoa. Giống tường vi đỏ này có phần lá màu xanh, phần thân màu đỏ tía. Kiểu thân hình lá này tương tự như các giống tường vi màu đỏ, màu hồng hoặc màu tím, màu trắng. Chỉ có giống tường vi đỏ Quýt Long là có màu lá và màu thân tương đối khác biệt. Đây là màu sắc hình dáng thân của giống tường vi Quýt Long. Hiện tại vào mùa hè, khoảng tháng 5 đến tháng 6 là mùa hoa nở rộ của các giống tường vi. Vào thời điểm này gần như tất cả các giống tường vi đều cho hoa rộ. Đây là màu sắc của giống tường vi đỏ, là cành hoa tôi đang cầm trên tay, và giống tường vi màu hồng đậm. Còn nếu như so sánh với tông màu đỏ tương tự như cái giống hồng nhung, thì khi đặt cành tường vi màu đỏ này, thì chúng có vẻ như là màu hồng,